Rồi, quay đi đi. Fuck. Chạy. Sao đủ với cái giấy tới hoài vậy? Rồi mình bắt được mấy con level cao cao xí xong rồi mình đem về mình phối giống ra nguyên một đội quân luôn. Mày chạy à? Ai cho mày chạy? Cho nó. Con mày nó chạy. Thì nó chạy nhanh này. Ê fuck. Nó cờ lại đi. Cờ mày lại đi. Chạy nhanh quá. Nó chạy xong nó lại hôi máu. Hai con canon này. Con canon thứ hai này. Mày con canon một vàng này. Thấy. Ê, nó kẹt. Ê, không, nó hết kẹt rồi. Fuck shit. Kệ. Nhanh quá. Giờ lắp lên nè. Rồi là xây cao cao lên xí. Giờ chừa cái lỗ nhỏ nhỏ ra vậy nè. Xong rồi một hồi nữa một thằng vụ rồi, xong một thằng lắp lỗ lại. Phải rồi chiến thuật tí. Ok. Ok. Mấy mình giờ mình dàn binh bố trận ác nữa nha. Bảy này là tao thề luôn, bắt T-Rex còn được nha. Ổn á, giờ chuẩn bị chưa? Ê mà anh nghĩ lắp kêu không? Dạ. Gì? Ơ cái no, cái no. Ê luôn đi, chơi luôn đi. Ôi con này level 3 thấp quá. Ông em còn có một giọt á. Thôi chạy vô. Ôi ơi, nó chạy luôn rồi. Okay. I'm back mother. Oh shit. Hình như nó biết. Oh shit. Vô. Yeah. Đặt. Có bờ lóc không? Đặt lên đi. Ê khoan. Không được rồi. Hình như cái lỗ này không đổ nó chưa qua sao ta. Ông nó vô rồi. Cứ bắt lại đi. Ok. Khoan chờ từ nha. Ủa cái gì? Lắp đi. Ủa, ê Quý Phong, được rồi, Quý Phong. Từ khoan có con Quý Phong. Con Quý Phong ở dưới đâu? Ui, sắp chết rồi. Holy shit. Ê, trời tuyết lại rồi. Ừ. Rầm à. Ê, ta sắp đi rồi phải. Em cũng sắp đi rồi. Ui, xịt lên. Đi chạy. Con mẹ nó rồi. Ok. Nó tí chết. Ê, con canon đi rồi, còn trong đây nè Hoàng ơi. Con Quý Phong còn ở ngoài á. Lập, à, nhúc rồi bro. Nhúc rồi, okay. Thôi, chơi nó luôn đi. Em tưởng nó ra được. Tôi tưởng mà là Quý Phong qua nữa chứ. Nó xỉu quay. Không. Quay rồi, trời xíu nữa cho con này nó tỉnh dậy xong rồi mình đi bắt con khác. Điện cái to nó vậy nè. Đó. Rồi. Đặt là gì? Đặt là chiến thần. Hủy diệt. Chiến thần. Mặc dù level 3 nhưng mà vẫn hủy diệt được. Ê, có một con level 33. 32. Một con bên kia level 8. Chú bí. Hold on. Để em dụ anh dụ. Em dụ ha. Rồi. Nó rồi. Đây bên kia. Đó, cái con đứng trước mặt mình luôn á. Em mà thấy có hai con đang đâm nhau thì phải. Chờ chút quên. Trời khoan, ấy nó không có quấn nhau. Rồi vụ con kinh đâu qua. Chạy vô xong đào xuống nha. Xong đứng. Ê chết mẹ này, hai con dí luôn. Hai con luôn. Chạy vô. Cứ chạy vô trong hết đi, chạy vô trong đặt vào lóc lên. Nhảy ra kìa. Ôi hơi má nguyên lạc tới luôn. Ôi xong. Đào xuống. Đào xuống lên gì cũng được hết á, thoải mái. Mọi thứ đều ổn. Ba con lặng khải lên, bình tĩnh. Vô hết chưa, hay vô mới có một con à. Ta không chắc lắm. Oh shit, có một con ở ngoài. Kệ không sao, vô đây được rồi. Ôi bạn ơi. À okay. Con này không phải con ấy, thoải mái. Nó vô hết chưa? Vô rồi. Bao nhiêu con? Em góc nhìn của em không thấy được. Okay. Em đang ở dưới đất, em đèo lên. Từ từ, ủa tới đâu hết rồi? Ủa, nó đi hết rồi. Đâu nó 100 một con trong đây nè. Đâu? Đâu có. Trong... À đây, thấy. Còn má nó chui xuống dưới. Ok, được rồi. Lên tỉ nữa nè. Là 32. Ôi. Còn một con level 8 ngoài kia nữa. Chó chết. Ok. Mày. Này gọi là thông mắt từ xa. Chuyện chiến thuật vài lâu. Thông thích từ xa. Ok, nó xỉu ơi. Chút là nó tỉnh lên rồi xong nhét nó vô inventory. Là chúng ta có 2 con. Mày bắt được 3 con rồi. 2 con, còn 3 con nữa thôi. Deadline còn 3 con. Hả? 5 con luôn hả? 5 con luôn. Sợ cái đất gì. 2 con với một con tỉ đi. Hai con với một con T-Rex à? Nhưng mà T-Rex là sẽ định mất mạng luôn á. T-Rex thì anh xui nha. T-Rex thì... Không, T-Rex em phải để hết đồ lên cái phần này luôn để cho nó khỏi mất. Về ê khoan Khải, ta nói trước nha. Bình tĩnh, con này thì nó cũng chỉ là bình thường thôi. Mày đừng có về mày cầm đi cắn ba sừng nha. Cắn ba đầu nha. Cắn, ờ biết. Cắn, nếu mà có cắn thì mình phải chuẩn bị không? Bày bên bố trận rồi mình mới cắn. Mà cắn ba sừng không được à? Không, ba sừng cắn được không sao.
Còn không bây giờ mình ra mình bắn chạy luôn. Ok được rồi, rồi tao lấy nó ra. Ảo thuật nào, ảo thuật coi Khải. Chiu. Vậy chưa. Rồi giết vô trong luôn à. Giết vô Gatorade luôn, giống Pokemon vậy á. Giờ vụ của T-Rex à. T-Rex à, ok, giờ kiếm T-Rex đi. T-Rex này sẽ định mất luôn rồi, mất mạng rồi. Vụ con này hơi nhọc nha.